Khu 2 thôn gì anh? Quyết Tiến. Quyết Tiến. Anh tên gì anh nhỉ? Anh là ta, vợ là Hải. Vâng, xin giới thiệu với quý vị là hôm nay là buổi trưa ngày 25 tháng 8 2018. Vâng, đồ gỗ Tùng 8 xin rất hân hạnh và được đón tiếp vợ chồng anh Ca, chị là gì nhỉ? Ca, vâng, anh vợ chồng anh Ca, chị Hạnh ở khu 2. Thôn Quyết Tiến, xã Tuy Lộc. Vâng, anh chị đã xuống tại cơ sở đồ gỗ Tùng 8 và để đặt một chiếc sập thờ bằng gỗ mít ta. Vâng. Chân 16 có kích thước 1m97 và cao 1m17 và rộng 97 phân. Vâng, đồ gỗ Tùng 8 rất xin chân thành cảm ơn vợ chồng anh đã có lòng thiện chí và đến cơ sở chúng tôi và đã đặt niềm tin và đã đặt sập thờ. Và vâng, tôi xin chất chân thành cảm ơn vợ chồng anh và chúc vợ chồng anh mạnh khỏe, làm ăn là gặp nhiều may mắn, để thật nhiều tiền hơn nữa và để ủng hộ cho kênh đồ gỗ của chúng tôi được ngày càng phát triển. Vâng, xin chân thành cảm ơn vợ chồng anh.